chào khán giả của Người Việt TV đến với phần tin trong ngày hôm nay với 3 nội dung chính như sau. Tin thứ nhất là Trung Quốc tính đổi luật chuyển giao kỹ thuật để làm hài lòng Mỹ. Tin thứ hai là công ty bán lẻ trên mạng Amazon chuẩn bị sẽ mở các cửa hàng thực phẩm. Và tin cuối cùng là dịch tả phi châu đe dọa kỹ nghệ nuôi heo tại Việt Nam. Mở đầu phần tin trong ngày hôm nay thì Quốc hội Trung Quốc đang chuẩn bị bỏ phiếu thông qua một đạo luật mà theo đó nhằm chấm dứt cuộc chiến thuế quan với Washington bằng cách là bãi bỏ tình trạng áp lực buộc các công ty ngoại quốc phải chuyển giao kỹ thuật tối tân nếu như muốn làm ăn ở quốc gia này. Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công bố các thay đổi về chấm dứt cuộc chiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn gây nhiều trở ngại cho thị trường thế giới. Biện pháp về kỹ thuật chỉ là một phần trong đạo luật mới về đầu tư ngoại quốc nhằm giải quyết tham phiền ở Washington, Âu Châu và các bạn hàng khác rằng hệ thống ở Trung Quốc luôn khiến các công ty ngoại quốc vào ở thế bất lợi. Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đề cập tới một số vấn đề khác có thể được đưa ra như là sửa đổi quyền luật tác quyền của Trung Quốc, vốn cũng được xem là một trong những điều mà các công ty ngoại quốc than phiền và các biện pháp có thể khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật và phát triển khu vực mậu dịch tự do. Các giới chức Trung Quốc nói rằng họ không đóng cấp hoặc là buộc các công ty nước ngoài phải chuyển giao kỹ thuật hay là bí mật thương mại. Và nhân nay thì họ cũng đang tìm cách làm hài lòng Mỹ và các chính phủ khác bằng cách hứa hẹn là sẽ có thêm các biện pháp bảo vệ về mặt pháp lý. Chuyển sang phần tin về thị trường thì Amazon đang lên kế hoạch để bước chân vào thị trường kinh doanh thực phẩm khi chuẩn bị mở hàng chục cửa hàng thực phẩm ở các thành phố lớn trên nước Mỹ. Tờ Wall Street Journal cho biết rằng Amazon đang có kế hoạch mở cửa hàng thực phẩm đầu tiên tại thành phố Los Angeles vào cuối năm nay. Công ty này cũng đã đăng ký hợp đồng thuê mướn địa điểm tại hai nơi khác nữa để có thể mở các cửa hàng thực phẩm tại đó vào đầu năm sau. Business Insider cho hay rằng thì ngoài Los Angeles thì các cửa hàng thực phẩm đầu tiên của Amazon sẽ có nhiều khả năng được mở tại các thành phố như là San Francisco, Seattle, Chicago, Washington DC hoặc là Philadelphia. Các cửa hàng này sẽ có diện tích khoảng 35.000 square feet và có được dự đoán là sẽ có đủ khả năng để cạnh tranh với cả Walmart, Target và các cửa hàng thực phẩm lớn ở địa phương. Phần tin Việt Nam hôm nay cho về đề cập tới vấn đề là dịch tả phi châu đang lây lan tràn nhiều đàn heo nuôi tại 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam với hàng ngàn con đã bị tiêu thủy và đe dọa kỹ nghệ nuôi heo tại Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam thì chỉ trong khoảng từ đầu tháng 2 cho tới nay thì đây là một trong những chứng bệnh nguy hiểm và có thể lây lan nhanh chóng do một loại virus gây ra và vẫn chưa có thuốc chữa. Và cách giải quyết duy nhất là để tiêu hủy để có thể mầm bệnh, để trừ mầm bệnh tiếp tục có thể lây lan xa hơn. Và tại Việt Nam thì cách tiêu hủy là đào hố sâu rồi xịt thuốc sát trùng vào chôn các con vật bị bệnh. Giám đốc của Chi cục Thú y Hưng Yên là ông Phạm Văn Đông cho rằng nguồn virus có thể phát tán qua các loài chim di cư từ nơi có khí hậu lạnh cho tới nơi ấm hơn. Và hiện tại thì đang là thời điểm của chim di cư từ các nước Nga, Trung Quốc và Mông Cổ đang có dịch bệnh này. Và cũng có nguyên nhân từ thói quen của người dân, khách du lịch mang theo thực phẩm thịt lợn có mầm bệnh vào Việt Nam, tương tự như đã phát hiện ở Nam Hàn, Nhật Bản và Thái Lan. Và vừa rồi cũng là phần tin trong ngày hôm nay. Nhân anh kính chào và hẹn gặp lại.